Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 22 tháng 9 năm 2024 trên kênh Phố Núi TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 22 tháng 9, thị trường xuất khẩu ghi nhận tuần biến động mạnh ở các nước. Trong khi đó, giá tiêu xô trong nước duy trì ổn định ở các địa phương. Tổng hợp giá hồ tiêu trên thị trường xuất khẩu tuần này, theo cập nhật của chúng tôi tại Indonesia, cầu đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh tăng 153 USD trên tấn, lên mức 7.715 USD trên tấn, và giá tiêu trắng xuất khẩu tại quốc gia này tăng 184 USD trên tấn, lên mức giá 9.305 USD trên tấn, cùng tăng 1,98% so với tuần trước. Trong khi đó, tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu tuần này giảm tới 400 USD trên tấn, với mức giảm là 5,8%. Xuống mức giá 6.900 USD trên tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen xuất khẩu duy trì ổn định ở mức 8.800 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia trong tuần này tăng 300 USD trên tấn, với mức tăng là 2,69%, lên mức giao dịch là 11.200 USD trên tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu đi ngang trong tuần này với mức giá là 6.800 USD trên tấn, 7.100 USD trên tấn và 10.150 USD trên tấn. Thưa các bạn, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam nhìn nhận nhiều năm qua, thị trường hạt tiêu thế giới bị khủng hoảng thừa khiến giá giảm mạnh. Tại Việt Nam có thời điểm giá tiêu chỉ còn 35-40.000 đồng 1 kg, khiến người nông dân không còn động lực sản xuất và duy trì, nên đã chuyển sang những loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, nhiều nhất là sầu riêng. Diện tích trồng tiêu thì theo đó cũng giảm mạnh. Nếu năm 2020, diện tích hồ tiêu là 130.000 ha, đến cuối năm 2023 chỉ còn khoảng 120.000 ha. Bên cạnh đó, nắng nóng gay gắt kéo dài do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino cũng ảnh hưởng đến năng suất. Những yếu tố đó khiến sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2024 giảm đáng kể. Trên thị trường thế giới, lượng hàng tồn kho các nước cũng giảm mạnh do các nguyên nhân, đó là những lý do khiến hạt tiêu tăng trở lại, do diện tích trồng tiêu sụt giảm mạnh và hiệu quả kinh tế không bằng những loại cây trồng khác, nên nguồn cung hạt tiêu vẫn tiếp tục hạn chế trong khoảng 3-5 năm tới. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước ngày hôm nay, ngày 22 tháng 9, ghi nhận ở các địa phương, giá hồ tiêu vẫn duy trì ổn định so với ngày hôm qua. Theo đó, giá tiêu ghi nhận quanh mức 152.000 đồng đến 153.500 đồng 1 kg. Ghi nhận ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 153.000 đồng tới 153.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu thu mua quanh mức 152.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Kon Tum, giá hồ tiêu ổn định với mức giá 152.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Phú Yên, sáng nay giá hồ tiêu thu mua quanh mức 152.500 đồng 1 kg. Mức giá này cũng ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, thu mua ở mức là 152.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay ghi nhận quanh mức là 153.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, mức giá là 153.000 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 152.500 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia nhận định giá tiêu có thể vượt lên mức trên 160.000 đồng 1 kg trước khi bước vào vụ thu hoạch ở Việt Nam. Một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy giá tiêu tăng trong thời gian qua là do nguồn cung hạn chế trên toàn thế giới. Ngay cả Indonesia, Ấn Độ cũng bị hạn chế nguồn cung và các nước sản xuất nhỏ hơn như Malaysia, Sri Lanka. Trong khi đó, hai nước quyết định nguồn cung trên toàn cầu là Việt Nam và Brazil đều bị giảm sản lượng do ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết El Nino gây ra hạn hán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày cuối tuần vui vẻ.